Chiều ngày 29 tháng 11, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thành phố Hải Phòng và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Quá trình điều tra xác định, từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023, Lương Khắc Lâm, sinh năm 1988, trú tại thôn Thái Long, xã Cẩm Phú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Quốc Việt, sinh năm 1996, trú tại thôn Đồn Nam, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đã thực hiện việc nhận, chuyển tiền cho một phụ nữ là người Việt Nam có nickname bằng chữ Trung Quốc tạm dịch nghĩa là Hạt Dẻ Cười. Theo điều tra ban đầu, tiền mà Lâm và Việt nhận, chuyển là do đồng bọn sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau để gọi điện cho các bị hại, rồi tự xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước đang điều tra vụ án có liên quan đến bị hại, yêu cầu bị hại chuyển ngay tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp, đồng thời không để lộ sự việc. Sau đó các bị hại đã đến ngân hàng để chuyển tiền vào số tài khoản mà các đối tượng cung cấp. Sau khi nhận tiền, Lâm và Việt chuyển 80% số tiền nhận được đến các tài khoản do nickname Hạt Dẻ Cười cung cấp, 20% còn lại, Lâm và Việt được hưởng. Ngày 14 tháng 3, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Lâm và Việt. Để phục vụ công tác điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đề nghị cá nhân là bị hại trong vụ án trên liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng